cần phân biệt với hội liên công giáo, biệt là giữa công giáo với công giáo. Thì giống như ở tại Vatican, chúng ta phục vụ thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây cũng thường xuyên tổ chức những cái cuộc với hội liên công, và những cái cuộc với hội liên công này cũng như tỏ ra giá là họ sử dụng những giáo thuật để cho đặc biệt đối với những cuộc giáo khác vốn là về lịch sử và về những chú ý không được các bạn đến thì không nói làm gì, và đặc biệt là giáo họ có tạo những cái cảm bẫy để quảng cáo cho hội họ trong đó và hậu quả, và kết quả cho thấy là cái tầm ảnh hưởng như cái giá trị của Phật giáo thua kém công giáo, và các nhà đào tạo công giáo họ rất mạnh dạn để họ kết thân biểu hiện qua các kỳ đại lễ Phật đản hay kỳ vu lan, họ đến thăm và chúc mừng tại một giáo Chí Minh. Về phần thời tiết của chúng ta thì là tết cho thấy thì có vẻ hơi e dè so với việc tới hội liên công này, thì con ở đây cũng đặt câu hỏi để từng loại chia sẻ cái cách để chúng ta đối thoại liên công với họ là như thế nào, bởi vì nếu mà chúng ta e dè thì ở đây họ có thể hiểu rằng chúng ta khá là nhiều khi họ có thể hiểu rằng chúng ta đang cố gắng giấu chiếm cho thấy chúng ta đang bị thiếu hụt về nội dung, thì trong khi giáo chúng ta vốn là một lần chú ý trực tiếp thì cái cách chúng ta xử làm sao để thấy để chứng minh cho Phật giáo là một con từ giáo trí tuệ, và trí tuệ thể hiện một cách ứng xử của chúng ta đối với giáo khác. Về vấn đề này đó, chúng ta lưu ý một số điểm như sau. Trước nhất á, tín đồ của công giáo Tin Lành dầu có được cho phép nghiên cứu trong các cuộc đối thoại liên tôn, cơ hội bỏ đạo của họ đi theo các tôn giáo đối thoại đó chỉ diễn ra trong tỷ lệ 0.00% thôi, nghĩa là không đáng kể. Sự nhồi sọ về tín ngưỡng của họ được diễn ra từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc lớn lên, và thói quen chấp thủ của con người đó là biến những gì mình biết đó trở thành hệ quy chiếu của chân lý, cho nên trong những cái tương tác đối thoại như vậy đó, sự mất gốc đó là không có. Đang khi nếu chúng ta làm cùng một phương pháp tương tự, mời các giáo sĩ đạo khác đến đó, để thuyết giảng cho quần chúng Phật tử đó, thì cái cơ hội bị mất đạo là đạo Phật đó có thể diễn ra cao hơn, bởi vì các sinh hoạt của Phật tử đó nó không có hấp dẫn do các chùa đó thiếu cái kinh nghiệm tổ chức, và đồng thời đó chúng ta chưa có được 1% các chùa trên tổng số các chùa trên toàn quốc và trên thế giới giảng dạy Phật pháp hàng tuần như là tại các nhà thờ công giáo. Cho nên phần lớn Phật tử chúng ta mù chữ Phật pháp. Do đó khi đối chiếu với các hình thức sinh hoạt của các tôn giáo khác đó, thì Phật giáo kém hấp dẫn hơn. Do vậy đối tượng tham gia các cái cuộc đối thoại tôn giáo theo chúng tôi đó, trong giai đoạn này chỉ nên là các tăng sĩ có kinh nghiệm và các Phật tử tri thức hiểu sâu đạo Phật, còn quần chúng còn lại thì khoan, chứ không phải là không nên. Điều hai, đối thoại tôn giáo thông qua các ngoại giao lễ tôn giáo thì trong các nước xã hội chủ nghĩa được xem như là một chủ trương mà nhà nước là khởi động và các tôn giáo hưởng ứng. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 3 thập niên qua đó, đến ngày Noel là chủ động đi chúc mừng các vị lãnh đạo bao gồm Hội đồng Giám mục và một số nhà thờ lớn. Phật đản thì bên công giáo cũng chủ động đến để chúc mừng chúng ta. Dịp Tết đó, hai bên cũng giao hảo. Trong tình huống này đó thì chúng ta thấy công giáo được lợi nhiều hơn, là bởi vì công giáo đến với Việt Nam bằng con đường thực dân. Thầy pháp công giáo đã nỗ lực xóa đạo Phật
thời Việt Nam Cộng Hòa qua chủ trương của Ngô Đình Diệm cũng từng muốn cắt đứt bản đồ văn hóa Phật giáo ra khỏi đất nước mà đạo Phật đã có mặt gần 2000 năm. Cho nên tương tác như thế sẽ tạo dựng một hình ảnh công giáo hòa bình, làm nguôi đi cái hình ảnh xâm lăng và rất là xấu của họ trong quá khứ. Còn về phía Phật giáo thì bản chất là Phật là hài hòa ra, không có hận thù, quên đi nỗi đau quá khứ, xây dựng tương lai bằng việc làm chủ cái hiện tại này. Và dù sao đi nữa thì trong cái tương quan như thế, đạo Phật vẫn chứng minh được là một đạo cao thượng. Cho nên tiếp tục giữ cái phong cách đó vẫn tốt. Điều ba, phạm vi đối thoại tôn giáo đó, nó có thể diễn ra về các vấn đề tôn giáo, về các vấn đề triết học, về các vấn đề mà tôn giáo quan tâm về thế cuộc. Năm 1991, chúng tôi được mời đến thuyết trình trên 10 buổi tại Trung tâm Công giáo Yêu Nước, số 15 Tứ Sương, đường Tế Sương. Sau đó được mời thuyết trình trong một hội thảo làm thần học theo cung cách châu Á của một sư cho trên sông về bốn cái phương pháp mà chúng tôi vừa chia sẻ trong bài giảng chính đó, đó là sử dụng các dữ liệu văn hóa tôn giáo tại châu Á làm công cụ truyền bá thần học, sử dụng các học thuyết và khái niệm tôn giáo tại châu Á làm công cụ truyền bá thần học, sử dụng kiến trúc mỹ thuật nghệ thuật của châu Á làm công cụ truyền bá thần học, và đánh đồng những cái khác với công giáo là công giáo để truyền bá thần học. Và chúng tôi đã được dành cho một buổi trọn buổi chiều trong 2 ngày hội thảo. Thì qua cái cuộc tiếp xúc vào năm 91 đó đó, chúng tôi mới rút ra một bài học như thế này: tại sao người ta không mời các vị lãnh đạo Phật giáo lớn, lại mời một ông tăng sinh mới có đôi mươi tuổi thôi? Bởi vì người ta đang muốn thăm dò cái phản ứng của Phật giáo về phương pháp này như thế nào, thông qua một tu sĩ trẻ thôi. Thông qua đó người ta có thể suy luận cái phản ứng của tổng thể Phật giáo, của lãnh đạo Phật giáo về vấn đề đó. Sau đó thì các linh mục đã đến chùa Giác Ngộ hỏi về phương pháp làm đạo, hỏi về cách thức vượt qua các khó khăn trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa, hỏi rất nhiều vấn đề. Và khi hỏi thì chúng ta phải trao đổi thôi. Và đó chính là những dữ liệu họ thâu băng để tìm ra các phương pháp làm đạo mới, truyền bá đạo mà công giáo nghĩ rằng là sẽ thành công. Việc này không phải xảy ra riêng ở thành phố Hồ Chí Minh mà xảy ra trên toàn cầu như là một chính sách mới, vì Vatican xác định thiên niên kỷ thứ 3 là thiên niên kỷ công giáo ở tại châu Á. Cho nên trong các đối thoại mà tính cách mà người công giáo chủ động đến chùa hay là đến các tổ chức do Phật giáo chủ trướng đó, thì cái lệ lạc mà công giáo đạt được là nhiều hơn. Có mấy lần là chúng tôi tham gia đối thoại tôn giáo tại trường học sau nhân văn hoặc là tại các khách sạn mà chi phí tổ chức là do các giáo sĩ công giáo phương Tây đó bảo trợ đó, thì chúng tôi thấy rất rõ về điều này. Họ đều yêu cầu chúng ta chia sẻ những khó khăn và giải pháp mà mình giải quyết khó khăn đó trong quá trình làm đạo, bằng viết ở trên văn bản hoặc là chia sẻ bằng miệng họ thôi. Cho nên bỏ ra vài chục ngàn đô mà có được những cái kinh nghiệm quý giá như thế là quá lời. Giải pháp bao giờ cũng có giá trị, và họ xem đó như là một cái kịch bản ứng dụng đầu tiên ở một địa điểm nào đó. Nếu thấy thành công thì nhân nó lên thành là kịch bản toàn cầu. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tham gia hội thảo, hội luận tại các diễn đàn lớn của thế giới, tại các quốc gia, nhưng chúng ta ít khi học các bài học đó để trở thành một kịch bản áp dụng trong bối cảnh của mình.
Cho nên cũng đừng nên đánh mất cơ hội này. Đạo Phật có sở trường á, là minh triết Phật dạy như là viên kim cương, vượt trội hơn các tôn giáo và triết học cổ cũng như là kim, đông cũng như tây. Sở đoạn lớn nhất của Đạo Phật á, đại đa số tu sĩ xuất thân từ giới bình dân. Ngay cả Phật Pháp cũng chưa có được quá 20% tu sĩ là giới tri thức về Phật học thôi, chứ chưa nói về thế học. Cho nên điểm yếu kém này đã làm cho cách làm đạo của các tăng sĩ Phật giáo thiếu mất sự thu hút đối với mọi thành phần xã hội. Đằng khi các linh mục trước khi đi tu phải có tối thiểu một bằng cử nhân, được đào tạo trong đài chúng viện 6 năm á, họ đã có được cái bằng cử nhân thần học. 6 tháng cho đến 1 năm làm phó tế, tức là trợ lý tại một nhà thờ, được đánh giá chuẩn rồi đó thì hội đồng giám mục mới duyệt và tấn phong linh mục chính thức. Tại đây tấn phong nhiều nhất là 30 linh mục thôi, chứ không phải như chúng ta một đại giới đàn 3.000 người, 5.000 người. Cho nên việc làm tăng sĩ Phật giáo quá dễ dãi. Và do vậy đó, cái đầu vào của chúng ta không chuẩn như họ. Cho nên đó, với trình độ 2 bằng cử nhân đó, các linh mục có thể khuấy nước lã thành hồn, khuấy hồn thành bánh, khuấy bánh thành cái gì đó hấp dẫn. Còn trình độ tu sĩ chúng ta ở đầu vào quá thấp. Cho nên hạt kim cương và vàng nằm trong tay nông dân không làm nên trò trống gì. Đó là sự khác biệt. Cái khác biệt căn bản đó nó sẽ tạo ra sự khác biệt về đối thoại tôn giáo và cái lệ lạc từ đối thoại tôn giáo này ở hai bên. Không cần phải phân tích, chúng ta tự ngầm hiểu rồi. Cho đó qua việc học bài kinh này đó, với cái câu hỏi được đặt ra, thì chúng tôi rất là kính mong chư Tôn Đức thấy vai trò của chánh tri kiến, của như lý tác ý, của chánh tư duy, của trí tuệ, của bác học đa văn được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, để phải nêu một quyết tâm lớn, đó là làm tăng sĩ thì trình độ Phật học tối thiểu phải là cao đẳng Phật học thì mới có thể làm đạo được. Chúng tôi mơ ước đến một lúc nào đó đó, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn cầu đó, để có được cái cơ hội thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, các giới tử phải có cao đẳng Phật học, và sang nữa các giới tử phải hội đủ được cử nhân Phật học thì mới cho thọ giới. Còn ai không đủ tiêu chuẩn đó, hoặc ai không có năng lực để đạt được cái trình độ đó, suốt cuộc đời chỉ nên làm sa di thôi, và do vậy người đó không có gọi làm chủ trì. Bởi vì làm chủ trì mà không có trình độ Phật học, chúng ta không thể truyền bá chánh pháp một cách có hệ thống, một cách thuyết phục và một cách mang lại hạnh phúc cho người tại gia. Với trình độ cao đẳng Phật học, chúng tôi tin chắc rằng đó, tăng sĩ chúng ta sẽ giỏi hơn linh mục một cái đầu, bởi vì lệ thế từ triết học Phật giáo sâu sắc hơn so với thần học của Công giáo. Nó rất tiếc đó, là giáo hội Phật giáo Việt Nam và giáo hội Phật giáo trên toàn cầu đó chưa có cùng quan điểm đó. Nên trong các đại giới đàn mà chúng tôi từ năm 94 đó đã được chư Tôn Đức tin tưởng giao cho chấm giới đàn cho giới tử tăng, thọ giới tỳ kheo và giới tử ni của bạn, đã thấy rất rõ có nhiều giới tử trình độ rất thấp, không trả lời được bát chánh đạo là gì, không định nghĩa được tướng diệu đế là gì, và có nhiều người còn thật thà ghi ở trong bài thi là xin thầy hãy cho con được đạo để con được tu. Trong những trường hợp đó chúng tôi đánh chữ Giê-xô và đề nghị không cho thọ giới. Nhưng rồi đó các giới tử lên khóc lóc lại lục, chư Tôn Đức lãnh đạo cuối cùng rồi cũng được thọ giới hết. Và bằng cách này chúng ta đang làm Phật giáo đó đi đến cái cửa bại vong thôi. Làm tu sĩ quá dễ dãi. Thời Đức Phật á, trong giai đoạn đầu chúng ta thấy có phong cách là thiện lai tỳ kheo,
Việc đó được áp dụng đối với giới tri thức của Bà La Môn giáo. Họ là những người tri thức rồi, khi giác ngộ được đạo Phật đó, Đức Phật chỉ cần thông qua cái câu này hãy đến đây tỳ kheo là trở thành tỳ kheo. Nhưng mà về sau này Đức Phật đâu làm thế. Chẳng hạn như trong bài kinh này, ai có xuất thân từ Bà La Môn hay là Sa Môn giáo phải có 4 tháng thử thách. Vì sao nữa, cái tiêu chí để mà thọ giới tỳ kheo rất là cao. Nhưng mà chúng ta cứ bắt chước Đức Phật trong giai đoạn đầu là chúng ta bắt chước sai ngữ cảnh. Và như vậy chúng ta có quá nhiều các vị tu sĩ thiếu trình độ thế học, không thể nào tiếp nhận được Phật pháp có chiều sâu và hệ thống được. Cho nên hệ quả là gì? Chúng ta dễ dàng chấp nhận các phương pháp niệm Phật thành Phật, chi chú thành Phật được Trung Quốc truyền bá, quảng bá, quảng cáo. Cho nên chúng ta đang truyền bá một đạo Phật hoàn toàn tín ngưỡng mà, chứ không phải là đạo Phật triết lý. Đạo Phật như một con đường sống, đạo Phật như là một nghệ thuật chuyển hóa khổ đau, đạo Phật dành cho mọi thành phần như chính Đức Phật đã làm trong thời đại của Ngài. Cho nên nền tảng của đối thoại tôn giáo và triết học là trình độ tri thức. Mà Đạo Đa Lãnh Đà đó đã có hàng thế kỷ chủ trương ngũ minh. Thanh minh đó là giỏi về ngôn ngữ học. Công sở minh đó là giỏi về khoa học tự nhiên và khoa học hiện đại. Nội minh đó là giỏi về Phật pháp. Ngoại minh đó là giỏi về thế học và tôn giáo học. Y phương minh đó là giỏi về y khoa, để về trị liệu bệnh thân. Rất tiếc là truyền thống ngũ minh của Đạo Đa Lãnh Đà đó đã bị kết thúc vào thế kỷ thứ 13 do cuộc xâm lăng của Hồi giáo. Và các trường đại học Phật giáo trên toàn cầu hiện nay không đào tạo về ngũ minh cho các tăng sĩ. Cho nên cái cơ hội để đối thoại liên tôn và đối thoại liên triết học á trở nên là mất dần ở trong đạo Phật. Và nó trở thành như là một cái sở trường mới của Công giáo hiện nay. Trong các trường Phật học ở cấp học viện đó, thì chúng ta thấy là có dạy triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Ấn Độ, tôn giáo học, triết học tôn giáo. Thì các tân sĩ tốt nghiệp cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học đó, đủ sức để làm công việc này. Còn các lớp cao đẳng trong chính trường của chúng ta hiện nay đó, chủ yếu là đào sâu về cái mảng luận tạng theo phong cách của Trung Quốc, đào sâu Phật học nội điển theo phong cách của Trung Quốc là. Không phải là chúng không có những cái hay, chứ đâu phủ định, nhưng Trung Quốc có rất nhiều các thiên cực. Nếu chúng ta không mạnh dạn loại trừ và vượt qua, chúng ta không thể là mở một cánh cửa rộng cho các tăng sĩ làm đạo năng động, chủ động như chính Đức Phật trong thời đại của Ngài. Và bằng cái con đường năng động đó, Đức Phật đã mở cửa cho rất nhiều người khác tôn giáo, bao gồm các giới giới sĩ, giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ trở thành tăng sĩ và Phật tử của Đạo Phật. Thì đó là một vài vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Và ai chưa có các cái trình độ Phật học ở cấp cao đẳng trở lên đó, cũng nêu quyết tâm. Xã hội chủ nghĩa đó, ở toàn cầu bao gồm Nga Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên đều giống nhau. Trong giai đoạn đầu đó, toàn là dựa vào chủ nghĩa công thần. Những người ở trong bưng biền trở thành là giới lãnh đạo. Sau 3 thập niên đó thì họ bắt đầu đã cải cách đó, để làm lãnh đạo ở cấp xã và phường. Yêu cầu tối thiểu của ứng cử viên là trình độ cử nhân. Để được thăng quan tiến chức lên cấp quận, huyện, yêu cầu của họ là trình độ thạc sĩ. Và ngày nay mô hình đó đã được ứng dụng rất rộng trên toàn quốc. Quận Gò Vấp là nơi đi tiên phong về mô hình hành chính dựa vào bằng cấp này đầu tiên trên toàn nước. Và thành phần lãnh đạo của phường, xã
chỉ ở tuổi 24 cho đến 35 thôi, tức là hoàn toàn là giới trẻ và rất thành công. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Huế là thành phố đầu tiên từ nhiệm kỳ 2012 đến 2017 chủ trương để làm ban đại diện, nay được gọi là ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện và phường xã phải có trình độ tối thiểu là cử nhân Phật học. Các vị hòa thượng lớn tuổi đã được vận động lùi bước để cho các vị tăng sĩ trẻ ở trình độ 24 làm đạo với vai trò là lãnh đạo. Rất tiếc mô hình này chưa được nhân bản rộng đối với các tỉnh thành Phật giáo còn lại trên toàn quốc. Với trình độ cử nhân, chúng tôi tin chắc rằng Minh Triết Phật giáo sẽ giúp cho các tăng sĩ trẻ làm được rất nhiều các Phật sự. Lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 ở lứa tuổi 24 cho đến 40 thôi. 55 tuổi đã được thỉnh vào viện đăng thống rồi, còn dưới 55 tuổi là viện hóa đạo. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Đức Nhuận lúc đó chưa được 50 đã trở thành là thư ký của viện tăng thống rồi. Và viện tăng thống là vai trò tăng thống, tức là lãnh đạo tinh thần thôi. Viện hóa đạo gồm tập thể các vị tăng sĩ trẻ lèo lái giáo hội này trong suốt 11 năm từ năm 1964 đến 75. Kết quả là có một trường đại học vạn hạnh tên tuổi vượt trội hơn bất kỳ một trường đại học nào ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Và có một hệ thống trung học Bồ Đề gồm 157 trường từ miền Trung cho đến Cà Mau. Nếu mô hình đó không bị đình chỉ thì có lẽ trên toàn quốc bao gồm các tỉnh thành miền Bắc cũng đã có các trường trung học Bồ Đề mà có hoạt động rất mạnh. Và để được làm hiệu trưởng trung học Bồ Đề tối thiểu phải có cử nhân, và phong trào đó đã giúp cho chúng ta có thêm gần 100 tăng sĩ có cử nhân thế học. Trước đó là một cái gì đó rất xa lạ. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận đại, Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên có cử nhân thế học. Các vị đi theo sau đó gồm có Hòa thượng Thích Minh Cảnh, thầy Triết Không nay trở thành cư sĩ, thầy Thiện Tánh nay trở thành cư sĩ. Đó là ba vị nói tiếp theo sau có trình độ cử nhân. Điều đó cho thấy là cái trình độ dân trí của tu sĩ chúng ta là rất thấp. Đó là những người đầu tiên của lịch sử Việt Nam có cử nhân. Và cũng bằng trình độ tri thức đó, chúng ta làm rất nhiều việc vượt trội hơn thế sự của những người đời. Và ở bối cảnh năm 63, người ta đang đặt ra một câu hỏi: trường đại học Vạn Hạnh ai sẽ làm hiệu trưởng? Có hai đề xuất đặt ra. Thứ nhất, Hòa thượng Thích Trí Thủ là một cao tăng lúc bấy giờ, là thầy của rất nhiều bậc lỗi lạc. Thứ hai là Hòa thượng Thích Minh Châu, vừa tốt nghiệp và tiến sĩ Phật học tại Đại học Nalanda. Dĩ nhiên giáo hội lúc đó có hai khuynh hướng, một bên thì ủng hộ Hòa thượng Chí Thủ, một bên ủng hộ Hòa thượng Minh Châu. Hòa thượng Châu là thuộc lớp học trò của Hòa thượng Chí Thủ vì xuất gia muộn. Hòa thượng Chí Thủ đã tự biết mình và rút lui, nhường cái cơ hội đó cho Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, vì Hòa thượng thấy rất rõ mình không có cử nhân. Người sáng lập ra Đạo Vạn Hạnh ban đầu chính là Thiền sư Nhất Hạnh, khi đó còn là cái trụ sở đặt tại chùa Pháp Hội ở quận 10. Và Thiền sư Nhất Hạnh cũng biết rất rõ giới hạn của mình, chỉ mới có cử nhân thôi. Cho nên năm 66, Thiền sư Nhất Hạnh đã sang Hoa Kỳ du học, thạc sĩ tâm lý học trị liệu ở Đại học Columbia của Hoa Kỳ. Và từ đó cái con đường hoằng pháp của Thiền sư Nhất Hạnh đã được rộng mở ở phương Tây. Và với vai trò là viện trưởng Đạo Vạn Hạnh, Hòa thượng Thích Minh Châu đã làm nên đại sự, thu hút được cái giới tri thức từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức du học về, trở thành là các giáo sư nổi tiếng nhất ở miền Nam lúc bấy giờ, hơn cả các trường đại học
công lập của nhà nước và tư thục của Công giáo. Lúc đó các linh mục đậu tiến sĩ là nhiều hơn chúng ta khoảng 20 lần, nhưng mà về chức học vẫn không hơn được các vị tu sĩ của Phật giáo lỗi lạc lúc đó. Như vậy là cái trình độ thế học càng vững chừng nào đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào triết học Phật giáo chừng ấy, và giúp cho chúng ta thành công trong việc thuyết phục giới chính trị, giới tri thức, giới kinh doanh và giới trẻ còn lại. Cho nên để đối thoại liên tôn giáo và liên triết học, chúng ta nắm vững đó, hai cái ngành học thế học và Phật học, đảm bảo là chúng ta chắc chắn hơn những người có bằng cấp tương đương với chúng ta một cái đầu. Không phải vì chúng ta giỏi, mà vì triết lý của đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu lại. Không có tôn giáo và triết học nào có thể sánh bị được. Thì đã hết giờ, nên thôi chúng ta dừng lại tại đây. Và những chia sẻ khác sẽ được tiếp nối trong các buổi sinh hoạt sau. Pháp âm đạo Phật.